Tối 5 tháng 9, MC Thanh Bạch thu hút sự chú ý của mọi người trong bộ cánh khá sặc sỡ với nhiều lớp áo dày dặn, tham dự ngày giỗ tổ ngành sân khấu tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Anh là một trong số nghệ sĩ hiếm hoi lựa chọn trang phục khá độc đáo, không quên đầu tư thêm các phụ kiện như khăn đội đầu, dây chuyền, quạt. Chia sẻ về lý do khoác lên mình bộ cánh nổi bật trong khi hầu hết các đồng nghiệp đều diện đồ đơn giản, nam MC giải đáp. Cái sự sáng tạo từ cái thiệp mời làm cho anh phải có sự sáng tạo riêng của cá nhân mình. Thiệp mời được thiết kế 4D hình chuyển động rất là đẹp, và cái tổ nghiệp vụ của nhà văn hóa thanh niên đã gửi đến các nghệ sĩ đi tham dự chương trình cái thiệp mời hay như thế, đẹp như thế, gọi là độc lạ, thì tại sao mình không có một bộ đồ để xứng với lại cái sự sáng tạo chung của tập thể. Đây không phải là lần đầu tiên MC Thanh Bạch gây chú ý với những bộ cánh kỳ lạ. Trước đó, gu thời trang sặc sỡ của anh cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn luận của công chúng. Sau một mùa giỗ tổ lặng lẽ vì ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nam MC tâm sự vô cùng vui mừng và hào hứng khi năm nay có dịp được tái ngộ các đồng nghiệp thân thương, cùng ôn lại những kỷ niệm vui khi làm nghề. Mừng ngày giỗ tổ ngành sân khấu Việt Nam! Mừng ngày giỗ tổ ngành sân khấu Việt Nam!